Dạ vâng, kênh bán hàng Size và Đam Mê xin kính chào toàn thể các bác. Và trong ngày hôm nay thì cửa hàng bên em về thêm một phiên bản CUV gầm cao 5 chỗ ngồi để phục vụ các bác đây ạ. Một phiên bản Mazda CX-5, xe được sản xuất năm 2018, trang bị khối động cơ làm việc đó là 2.0 số tự động, xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Và giá đang chào bán tại cửa hàng bên em với phiên bản Mazda CX-5 mang phiên bản nước sơn màu đỏ pha lê dành đến cho các bác với số tiền đó chính là 740 triệu đồng. Nếu như các bác xem video và thích chiếc Mazda CX-5 này, các bác có thể liên hệ ngay với cửa hàng bên em theo số điện thoại hotline 0964 834 834, hoặc các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Ngoài chiếc Mazda CX-5 2018 bản 2.0 này ra thì bên em còn có 80 mẫu xe nữa để phục vụ các bác trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới cũng như mùa đông đến rất là gần rồi, đúng không ạ? Đó, chúng ta cần một chiếc xe để đi lại phụ gia đình thì các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em các anh nhé. Và ngay bây giờ thì các bác hãy cùng với em đi qua một chút hình ảnh thân vỏ bên ngoài của chiếc xe Mazda CX-5. Đây là một chiếc xe S, đây là một chiếc xe CUV gầm cao 5 chỗ ngồi, bán tốt nhất ở phân khúc CUV. Và với nước sơn màu đỏ pha lê này thì có thể nói rằng đây là một mẫu xe có màu nước sơn cũng rất là đẹp. Cái thứ hai, với những phiên bản Mazda CX-5 trang bị khối động cơ làm việc Skytip thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Ở phiên bản 2.0 thì với mức tiêu hao nhiên liệu của em nó cũng chỉ có loanh quanh 9 lít xăng thôi các anh nhá, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Và tiếp tục thì đây là một mẫu xe bên em cam kết bảo hành cho bác 1 năm. Về chất lượng của chiếc xe, không đâm xô tai nạn, không ngập nước, máy móc keo chỉ zin 100%. Trong quá trình 1 năm các bác đi sử dụng phát hiện ra lỗi không đúng như bên em cam kết, các bác có quyền trả lại xe và bên em sẽ hoàn trả lại các bác đủ số tiền khi các bác bỏ ra mua chiếc Mazda CX-5 này cũng như tất cả các mẫu xe có mặt tại cả bên em. Và bản thân chiếc Mazda CX-5 này thì cũng là một mẫu xe đẹp zin tuyệt đối 100% các anh nhá. Sơn zin cả xe chưa một giọt sơn ta nào 2018, nhưng chưa một lần sơn lại các bác nhá. Đó là các bác đủ biết là cái chất lượng của chiếc xe nó như thế nào rồi. Đó, nếu như các bác đến xem xe mà không đúng như em nói thì em tặng các bác 20 triệu đồng, được chưa ạ? Đó, một chiếc Mazda CX-5 2018 giá 740 triệu cho bản 2.0, quá là hợp lý rồi. Và bây giờ thì các bác hãy cùng với em đi sâu vào bên trong phần thân vỏ của xe. Ở những chiếc xe ô tô thì nhà sản xuất luôn luôn thiết kế cho chúng ta những cái điểm gân gờ dập nổi ở trên tôn để chúng ta nhận biết được rằng đâu là một chiếc xe đã bị đâm xô tai nạn ở phần tôn cánh cửa đây ạ. Đó, một điểm gân gờ cái nó nhìn rất là đều với nhau, đúng không ạ? Đây các bác nhá. Đó, toàn là những điểm gân gờ dập nổi trên tôn để em nó cho chúng ta biết được rằng là xe đã bị đâm xô tai nạn hay chưa. Tiếp tục đó là về phần khe cánh cửa. Đó, em nó rất là đều với nhau. Các bác nhìn này, những cái điểm tiếp xúc song song với nhau, đúng không ạ? Nó không bị cong vênh. Đây ạ, ở cái mặt phẳng chung này thì em nó cũng không bị cong vênh các anh nhá. Còn nếu như một chiếc xe mà bị đâm xô ở phần mạn cánh cửa như thế này thì em khẳng định rằng với các bác là nó sẽ bị cong vênh. Đó, và nó sẽ có những cái lớp dày ở cái cộm ở chỗ mép này, đúng không ạ? Tại vì sao? Nó phải bả vào, đúng không ạ? Bả vào chắc chắn là dày cộm và nó sẽ bị cong vênh đi. Đó thì cái đơn giản một cái tiểu tiết nhỏ như vậy thôi nhưng cũng sẽ cho chúng ta biết được rằng là đâu là một chiếc xe đâm xô tai nạn. Và đây là mã số kính của xe các anh nhá. Với những phiên bản Mazda CX-5 2018 thì nó sẽ không có mã số kính các bạn nhá. Đó, nó chỉ có mã số như thế này thôi. Đây ạ. Dán bác chủ xe dán phim rồi. Đấy, chính vậy là em phải đóng cửa vào thì mới nhìn thấy được. Đó, và tất cả đều là kính zin theo xe các bạn nhá. Tất tần tật đều là kính zin theo xe. Và bây giờ các bác hãy cùng với em đi về phần phía trước của chiếc xe Mazda CX-5 để xem công nghệ của nó cũng những gì. Và đây là một mẫu xe được sản xuất năm 2018. Chính vì vậy mà em nó đã được trang bị lên form mới rồi các anh nhá, được trang bị hệ thống đèn full LED luôn đây ạ. Đó, đầu tiên các bác cùng với em nhìn về hệ thống mặt ca lăng, mặt tản nhiệt của em nó nhìn rất là đẹp, đúng không ạ? Nó khác xa hoàn toàn so với phiên bản đầu 2017. Đó, và tiếp tục đi về hệ thống đèn pha phía trước của xe, xe được trang bị hệ thống đèn bi cũng như giải LED định vị ban ngày đây ạ. Các bác nhìn này, giải LED nhìn rất là đẹp, đúng không ạ? Xe thì hệ thống đèn pha phía trước của em nó rất là trong, rất là đẹp. Ở đời 2018 thì chắc chắn rằng là đèn của nó phải là zin tuyệt đối rồi, đúng không ạ? Và cái quan trọng cái chất lượng của chiếc đèn của những chiếc xe đã qua sử dụng đó là các bác quan sát kỹ cho em từ cái tiểu tiết nhỏ như bên trong này. Các bác nhìn xem có bị vỡ lứt hay không các bác nhá. Đó, nếu như bị vỡ lứt thì với số tiền bỏ ra thay hệ thống đèn pha phía trước em nghĩ rằng rất là đắt. Đó, phải 7-8 triệu đấy các bác nhá. Đó, tiếp tục đi về hệ thống đèn pha bên lái
của chiếc xe Mazda CX-5 rất là đẹp, không có một vết vỡ lứt nào và không có một vết xước nào các bạn nhá. Đèn cực kỳ trong, không chớp hơi, không có màu. Về hệ thống mặt ca lăng phía trước thì em nó được trang bị cả hệ thống cảm biến tránh va chạm phía trước 4 mắt cũng như là có cả cảm biến hệ thống tránh va chạm phía sau rồi. Xe được trang bị một dàn lốp cực kỳ là dày. Đấy ạ, rất là mới đây, coi nhá, dày bịch luôn. Đó. Đây ạ, em xem là với chiếc xe này thì lốp còn theo xe không các anh nhá. Đó. Đây. Lốp vẫn còn 2018 đây các anh nhá. Đó, lốp theo xe luôn. Đó, tiếp tục xe được trang bị hệ thống phanh ABS 4 bánh và hệ thống la răng phay. Và la răng của nó còn cực kỳ là đẹp. Và cái quan trọng các bác nhìn một chiếc xe đi nhiều hay đi, các bác nhìn cái củ phanh. Đây là cái phần gang, đúng không ạ? Cái phần gang. Nếu như đi nhiều thì em nó sẽ bị thâm đi. Và nếu cái minh chứng cho cái việc đó thì các bác cứ có thể là ra xem những chiếc xe của các bác chạy dịch vụ. Đó, các bác nhìn lòng trong này. Đó. Thụt này. Đó, giảm sóc này. Đó. Còn cực kỳ là mới đúng không ạ? Và phần gương thì đã được trang bị một giải led xi nhan trên chuyên gương và còn cực kỳ là mới đây các nhá, 2018. Nhưng mới như 2022, sơn zin chắc chắn là sơn zin rồi. Đó, sơn zin cả xe luôn. Các nhá, xe được trang bị option khóa mở cửa tự động bên ngoài. Đó, tiếp tục. Và bây giờ các bạn cùng với em đi về phần phía sau của chiếc xe Mazda CX-5. Đó. Hệ thống đèn hậu phía sau của chiếc Mazda CX-5 2018 thì cũng được trang bị hệ thống đèn full LED và được trang bị cảm biến tránh va chạm phía sau 4 mắt cũng như là được trang bị cả cam lùi rồi. Và bây giờ tiện thì em cũng sẽ quay cho các bác xem luôn gầm bệ của chiếc Mazda CX-5 2018 đây các nhá. Để mà nói thì tất cả các mẫu xe bên em mua về bày bán tại cửa hàng thì đều được kiểm tra rất là chi tiết. Đây ạ, một phiên bản Mazda CX-5 2018, bô gầm của nó còn cực kỳ là mới đây các nhá. Sáng choang, rất là đẹp, không có một vết han. Đó. Xe biển ở đâu không quan trọng các bác nhá, quan trọng là các bác nhìn thấy gầm bệ của nó này. Các bác nhìn yêu chưa ạ? Mới tinh, đúng không ạ? Một chiếc xe 4 lốp theo xe còn cả dàn thì các bác biết rằng là em nó đi ít như thế nào rồi. Và xe được trang bị cốp điện luôn các bác nhá. Đó. Đó, xe tự động mở cửa luôn. À, tự động mở cốp luôn. Đó. Và nếu như các bác muốn đóng xuống thì các bác chỉ cần ấn nút này thôi các bác nhá. Là em nó sẽ tự động đóng xuống. Đó, và điện đây thì em sẽ quay cho các bác xem luôn về cốp của chiếc Mazda CX-5. Cực kỳ là rộng rãi, đúng không ạ? Rất là rộng rãi luôn. Đồ kích kiếc đầy đủ hết các bác nhá. Và đây là phần tôn ở phần nốt dự phòng. Đó. Thì nếu như mà một chiếc xe bị đâm sô tai nạn là phần tôn này nó sẽ bị nhăn nhào đi các bác nhá. Và đây là nó vẫn còn nguyên zin này. Tiếp tục là các bác bóc cho em xem cái răng này ra để xem môi nợ của nó còn zin hay không. Đây các bác nhá, còn nguyên zin này. Đó. Bên này cũng vậy. Nếu như mà môi lợi của em nó mà bị làm lại rồi thì chắc chắn là xe bị đâm sô tai nạn phía sau rồi, đúng không ạ? Zin 100% các bác nhá. Đinh bấm, đinh tán nhà máy còn nguyên đấy ạ. Đó, và tiếp tục là ở những cái đường máng nước nó cũng sẽ có những cái lốt đinh bấm của nhà máy, cũng như là phần tôn thì nó sẽ không bị gò lắn các bác nhá. Đây ạ, nó không bị gò lắn luôn. Đó, đinh bấm nhà máy còn nguyên. Và tiếp tục thì keo chỉ của xe, đây là cái phần keo chỉ của capo sau. Đó, và chỉ thì em khẳng định với các bác rằng là một phân không mất. Nếu như các bác đến xem xe phát hiện ra lỗi, bên em sẽ tặng các bác 20 triệu đồng. Nếu như cứ mất một phân keo chỉ, mất hai phân là bên em tặng các bác 40 triệu, được chưa ạ? Đó, và đây là phần máng nước bên lái đây ạ. Hoàn toàn là zin tuyệt đối, đúng không ạ? Đó, bác nào bảo là bị đâm sô tai nạn rồi em tặng các bác xe luôn. Em khẳng định là như vậy. Đó, và từng con ốc liên kết cái lắp cabo với phần đuôi sau của xe vẫn còn zin tuyệt đối. Thì em hỏi rằng là nếu như mà những con ốc này zin thì chắc chắn là cái nắp cabo này không bị tháo ra rồi, đúng không ạ? Đó, mà đã không bị tháo ra thì làm gì có bị vấn đề gì, đúng không ạ? Còn nếu như mà bị đâm ở phía sau thì chắc chắn là chỉ mất. Chỉ mất. Đó, nếu như chỉ mất thì cũng phải tháo lắp cabo xuống để xử lý, đúng không ạ? Đó, và bây giờ em sẽ đóng lắp cốp xe này xuống các bác nhá. Đây. Đó, cốp điện luôn. Đó, rất là tiện lợi. Và bây giờ các bác hãy cùng với em đi về phần nội thất của chiếc xe Mazda CX-5 2018 xem em nó có những option gì các bác nhá. Đầu tiên thì các bác hãy cùng với em đi về phần mặt táp ni cửa ghế lái. Đây là cái táp ni cửa đóng ra mở vào nhiều nhất, đúng không ạ? Thì đây các bác nhìn thấy đấy ạ, không có một vết xước các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Và từng đường gân gờ dập nổi trên tôn cánh cửa còn nguyên zin, đinh bấm nhà máy còn nguyên, keo chỉ đây ạ.
đều tăm tắp các bác nhá. Ở từng điểm tiếp xúc với chỉ không bị gò lắn. Cái cánh cửa này, phần tôn chỗ chỉ này rất là mỏng thôi. Nếu như chỉ cần va chạm nhẹ thôi thì em nó cũng sẽ bị mất, chỉ là chuyện bình thường. Đó, và đây các bác nhá, không bị gò lắn một chút nào. Đó, ở phần cánh cửa thì lúc nào ở cái điểm trên này, đó, tất cả các xe đều có một cái đinh bấm ở trên. Các bác nhá, nếu như bị đâm thì chắc chắn là sẽ bị mất đinh. Và mã số kính thì chắc chắn là nó sẽ mất rồi, đúng không ạ? Đó, xe được trang bị gương kính chỉnh điện, kính lái auto. Rồi chắc chắn là được trang bị gương auto rồi. Đó, và đi về phần bên trong nội thất của chiếc xe thì xe được trang bị ghế chỉnh điện các bác nhá. Rồi chế độ i-stop, bật tắt cảm biến, rồi có cả hỗ trợ đổ đèo ngang dốc. Xe được trang bị đèn auto, gạt mưa auto, phím dành tay tích hợp trên vô lăng, đàm thoại dành tay, ra lệnh giọng nói, rồi chế độ ga tự động cruise control. Xe được trang bị màn hình cam nùi zin theo xe, và bác chủ xe đã trang bị lên cả màn hình cam hành trình tích hợp trên gương. Đó, và có cả Việt Map coi nhá. Riêng Mazda thì lại có cả Việt Map luôn. Đó, và xe được trang bị đè lỏ thông minh, điều hòa auto hai vùng độc lập, phanh tay điện tử được chưa? Đó, và có cả chế độ lái sport luôn. Đó, rất là nhiều công nghệ option thông minh đi theo xe. Và ở chiếc xe Mazda CX-5 này thì các bác có thể quan sát thấy đã qua 4 năm sử dụng đúng không ạ? Nhưng táp lô của em nó các bác quan sát thấy đã không một vết xước luôn, đẹp xuất sắc coi nhá. Đó, nó rất xứng đáng với số tiền 740 triệu đồng để chúng ta bỏ ra sở hữu. Và chắc chắn rồi, xe sẽ được trang bị cửa sổ trời và trần nỉ zin theo xe. Và đây là một bộ nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Xe được trang bị 6 túi khí các bác nhá. Rồi ở những phiên bản Mazda CX-5 thì ghế da của nó sẽ kém hơn so với các hãng khác. Chính vì vậy mà một chiếc xe mà đi nhiều thì em khẳng định rằng mà chúng ta xem rất là dễ. Đó, và đây là một bộ nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, và ghế da còn rất là căng các nhá, còn rất là đẹp. Đó, và ở những cái khe cánh cửa thì em nó sẽ có những con ốc ở bàn này cửa để giữ phần cánh cửa lại, đúng không ạ? Để liên kết phần cánh cửa thì đây ạ, em nó không bị tháo vặn các bác nhá. Đó, đây cũng là một cái tiểu tiết rất là quan trọng này. Nếu như một chiếc xe bị đâm xô tai nạn ở phần cánh cửa thì chắc chắn là những con ốc ở bàn này cửa sẽ phải tháo vặn ra để tháo cửa ra để xử lý, đúng không ạ? Đó, toàn bộ toàn là những con ốc zin. Và đây cũng vậy thôi các bác nhá. Tất tần tật đều là những con ốc zin hết. Đó, bên em cam kết bảo hành các bác 1 năm. Trong quá trình các bác đi sử dụng phát hiện ra lỗi thì bên em sẽ nhận lại xe và hoàn trả lại các bác đủ số tiền mà khi các bác bỏ ra mua bất kỳ các mẫu xe nào có mặt tại cửa bên em. Đó, và nội thất đằng sau của chiếc xe Mazda CX-5 thì cực kỳ là rộng rãi rồi. Bản thân đây là một chiếc CUV rộng, rất là rộng rãi, và doanh số bán ra thì còn vượt mặt của Honda CRV. Xe được trang bị cửa gió điều hòa phía sau, và nội thất ghế da phía sau thì rất ít khi có người ngồi. Chính vì vậy mà em nó còn mới hơn so với các hàng ghế trước. Đó, và bốn táp ni cửa đều đẹp như nhau các bác nhá, đều không có một vết xước luôn. Đó, và keo chỉ của xe thì không mất một phần. Em đã nói rồi, nếu như mà các bác đến xem xe phát hiện ra lỗi, đó, bên em tặng các bác xe luôn. Đây ạ, các bác nhìn đẹp xuất sắc chưa ạ? Sơn zin cả xe các bác nhá. Đó, các bác mua được chiếc xe Mazda CX-5 này thì em khẳng định rằng là rất xứng đáng với số tiền của các bác bỏ ra. Và bây giờ thì các bác hãy cùng với em đi vào phần bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe, được ví như là trái tim của con người. Đó là về phần máy móc. Và ở phần máy móc này thì chúng ta sẽ kiểm tra về phần máy móc cũng như là cabo trước xe em nó có bị đâm xô ở phần phía trước hay không các bác nhá. Và đi về phần phía cabo trước thì chúng ta sẽ lại quan sát được thấy hai con ốc ở lắp cabo liên kết phần cabo với lại phần đầu của xe. Và các bác phải quan sát kỹ xem cái những con ốc này nó bị tháo vặn ai chưa các bác nhá. Và đây em khẳng định và cam kết với các bác rằng là đây là những con ốc zin. Và keo chỉ của xe đây các bác nhá. Keo chỉ của xe thì các bác hãy đánh giá và nhìn nhận cho em song song những cái điểm gân gờ đó dập nổi chạy cùng song song với phần chỉ này, xem nó có bị gò lắn hay không, đúng không ạ? Cái này là nếu như gò lắn thì chắc chắn là sẽ phát hiện được ra. Đó, không có một người thợ nào mà có thể gò lắn lại được cho nó về nguyên bản các bác nhá. Đây ạ, toàn bộ những cái điểm gân gờ này nếu như mà bị gò lắn đến cái điểm này rồi thì chắc chắn là xe bị đâm khá là nặng, đúng không ạ? Đó, chúng ta suy luận logic nó là như vậy. Và đây ạ, những con ốc ở bên lái đó zin tuyệt đối các bác nhá. Phần nụ thì đây các bác nhìn này, đẹp chưa ạ? Đó, riêng máy móc của chiếc Mazda CX-5 này thì quá là đẹp rồi. Đây là phần xương tai. Đó, tiếp tục là bây giờ trời hơi tối rồi, chính vậy mà em quay đầu sắt xi thì có khả năng nó cũng không rõ. Đó, bây giờ là 6 giờ tối rồi. Đó, bên em vừa mới dọn dẹp xong thì anh em cũng sẽ lên sóng ngay để đăng video clip lên phục vụ các bác.
Đây là phần ụ bên phụ coi nhá. Đó, rồi phần xương tai đây. Đó, đầu sắt xi thì có lẽ rằng là đây, có đầu sắt xi bên phụ thì các bác có thể là nhìn thấy rõ. Đó, tuy nhiên thì với cái đầu sắt xi bên lái thì buổi tối thì nó hơi khó nhìn. Đó, chính vì vậy mà các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại GM bên em coi nhá. Phần răng thì quá là ok rồi, đẹp zin tuyệt đối rồi, các bác có thể nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Đó, và keo chỉ zin thì chắc chắn là đầu sắt xi cũng phải zin rồi, và phần răng zin hết coi nhá. Và bây giờ là cái phần quan trọng nhất của chiếc xe Mazda CX-5, đó là máy móc. Thì ngay ở phần đầu tiên các bác nhìn thấy là mặt gioăng thằng cò, đúng không ạ? Keo mặt gioăng thằng cò vẫn còn nguyên zin. Đó, tiếp tục là về phần những con ốc ở chân máy đây ạ. Đó, những con ốc chân máy đây các bác nhá. Đó, các bác nhìn thấy rất là rõ đây, đúng không ạ? Và những con ốc máy đều là zin tuyệt đối hết. Đó, không có một con ốc nào bị vặn ra cả. Đó, và một chiếc xe mà bị đâm xô tai nạn hoặc là ngập nước thì chắc chắn là máy phải bị tháo ra rồi, đúng không ạ? Đó, và những con ốc máy các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Máy móc thì rất là sáng. Đó, một chiếc xe đi ít này, các bác nhìn củ phát của em nó này. Mới luôn, đúng không ạ? Còn trắng sáng. Đó. Máy móc của chiếc Mazda CX-5 này thì không có gì để chê rồi. Xứng đáng với số tiền 740 triệu để các bác bỏ ra sở hữu. Thì vừa rồi em cũng đã báo giá và mang đến cho các bác xong một phiên bản Mazda CX-5 được sản xuất năm 2018, trang bị khối động cơ làm việc 2.0 form mới, và xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam và đang được cửa hàng bên em chào bán với mức giá đó chính là 740 triệu đồng. Nếu như các bác quan tâm đến phiên bản Mazda CX-5 màu đỏ đang có mặt tại cửa hàng bên em thì các bác có thể liên hệ ngay với bên em theo số hotline 0964 834 834, hoặc các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và em xin phép được kết thúc video chiếc Mazda CX-5 tại đây, và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau ạ.